Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An ạ. Chào mọi người, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị, con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở đâu? Em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Em biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp và đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn hiền. Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính trắng. Có chí giống có ý chí à. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc, rượu chè bê bối, ở dơ. Có không, có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Trời, mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bóc. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc. Nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao tôi nghi quá à? Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh lâu lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu, không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu bỏ không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ em nha. Có gì anh đỡ nổi đâu, anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, rồi đi cúi đầu, ba, đó, bốn, ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượn sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượn lượn lên, lượn lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá nó muốn cúi đầu như không. Trời ơi, rồi coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị ơi, chị làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 á. 9-10. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng không? Con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Con gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Ừ. Được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả.
Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp cũng mỉm dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về cơ cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cô không phải là câu khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê tại vì chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà cho ngon lắm ạ. Ngon lắm cô nha. Cô ba gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau. Thôi, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê, tới đâu cũng đi đúng không em? Đi dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà Tổng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao em. Mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền. Dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi cho người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều á. Giờ cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ hết rồi. Trời ơi. Nhiều đó mà hết. Trời ơi. Hẹn hò sao cứ. Dạ. Thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có thích đạp mà anh không có sức. Đề xuất mạng đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn cũng chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ nè, anh nói rồi anh ốm được mà em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bù kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, rồi. Tháo nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ra luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương mấy gì đâu. Không, dạ. Không có hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được rồi chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là. Quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao?
mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai, con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, cô một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. Và quý vị biết rồi, của Linh Cát Tường luôn luôn có bộ áo dài đi ăn cưới, đi lễ để sẵn đó đó. Có cặp đôi nào đến là vào mặc luôn. Vậy cho nên là quý vị khán giả mà thấy mình mặc áo dài là hiểu vấn đề rồi đúng không? Hiểu vấn đề là có đặc biệt đúng không? Có đặc biệt. Hôm nay thì hai cặp đôi quý vị đã xem chương trình, họ chuẩn bị làm đám cưới nên họ đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị khán giả. Đó chính là Văn Cường, Mỹ Linh, Thái Sơn và Mỹ Trinh. Xin mời hai cặp đôi bước lên sân khấu ạ. Đây. Vui. Ôi vui quá xá là có vui. Sữa ăn rồi. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy chị quay như thế này. À, không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tụi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Đâu 3 ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Rồi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói về thôi, chứ anh Cường Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ. Ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, nhanh nhanh sinh quý tử. Sinh quý tử để có các tường Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ. Ồ, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ha, miền Tây này ngon lắm. Rồi cảm ơn anh. Cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi cảm ơn Văn Cường, Mỹ Linh nhiều nha. Còn Thái Sơn, Mỹ Trinh nè. Dạ em xin chào ông Mai, Quyền Linh và chị bà mối các tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kỳ lại nhanh hơn. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi, thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh. Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cứ cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cứ cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên thì thưa cụ ít là nói chung là tâm tiểu tấm lòng mà chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Để chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt và sẽ làm mai nhiều hơn nữa cái cặp đôi khác. Rồi cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều anh dặn Cường với lại Sơn nè, nhớ thương yêu vợ mình ha, chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai nhiều. Cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám à. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi nên là mời bạn nữ. Mời bạn nam.
Giới thiệu đi em. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có hai mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi, chứ không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp, đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó vợ. Dạ, dạ được. Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hay. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, rồi, có bên em đây trai nó nhỏ thôi. Quá, bên đây không có nghe gì trơn á. Em trai, em trai coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thích quá. Trời em, trời ơi, xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ quá. Đăng ký cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao hơn luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hái mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Mời con gì nữa không? Ừ, hết rồi ạ. Hết rồi phải không? Nhiều để... đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không. Ủa hỏi rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Trời, đâu có làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Vậy anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sang. Da trắng, tóc dài chút. Dư sang. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt, tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời, em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm rồi cái vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em hả? Cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh, nói chuyện vậy thì có hợp với bên dạ thì em thấy anh là được, em thích ấy. Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ.
Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này á, tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Và chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ, theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì, nhận về anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hèn chững chạc. Đứng lên đo đi em. Phải cố năng lo cái vụ chiều cao, đo cho cô cái cô yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ, đo đi, đo cái đi, rồi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á, thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được? Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương, với lại rất là xinh xắn, anh được anh gặp tại cái chương trình này thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu tỏ tình với em, thì không biết em có đồng ý không? Em dạ, em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt, nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Mà nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn, để chúng ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1.000.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và một phần quà dành cho các bạn đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm, nấu ăn mà không chết thôi. Em thì hơi nóng tính, em thì cũng hay chơi thể thao, em cũng có tập võ. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, nói với bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Đồng Hà My. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán. Quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả My? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả.
Em là Mai Hạnh Phúc, sinh năm 1995, nghề nghiệp kỹ sư môi trường, sinh sống và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang công tác tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 95 hả? Dạ. Em My sinh năm nhiêu? Dạ 92 ạ. 92. Ồ, lớn hơn bạn Nam 3 tuổi. Được dạ không My? Dạ cũng được. Cũng được hả? Có dạ ngại gì không? À dạ em vô tư ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ nói điểm yếu trước nha chị. Ừ. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm, nấu ăn mà không chết thôi. Về ăn mà không chết. Không sao đâu, để mình nấu ăn cho bạn ăn. À, với lại em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay hay chơi thể thao. Cái gì đâu mà nóng tính, rồi chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em chơi mỗi thứ một chút. Em cũng có tập võ. Trời ơi, trời ơi. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Còn em biết chơi thể thao gì không em? Em biết là đá banh, tennis. À, hồi đó có học taekwondo nhưng mà bỏ rồi. Có nóng tính không? Không, em hiền lắm. Dịu dàng không? Chắc không đâu. Em có những cái khuyết điểm, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì em học bơi 5 năm không biết bơi. Đúng rồi. Học bơi 5 năm không biết bơi. Em bơi sao nổi? Em lặn thôi. Lặn thì được. Em học kiểu gì, người ta con nít học 3 tháng nó biết bơi rồi mà em học 5 năm mà em bơi không được. Em không biết nữa chứ em đăng ký hoài, thầy giáo chê rồi thôi nói bỏ tay. Rồi không biết bơi gì nữa. Tính em thì có hơi ghen và hơi ghim. Coi như thấy người đó xấu là nói xấu mình ghim chừng nào cả thù được không? Không phải vậy mà người ta không tốt với mình thì mình cũng không thích nói chuyện người ta vậy. Thì đúng rồi, người ta không tốt mình nói chuyện người ta chi. Còn gì nữa không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Có khi nào em quen bạn gái, em giận bạn gái em ghim em không nói gì luôn không? Nếu như mà quen bạn gái thì đương nhiên là bạn gái giận thì em phải cố làm cách nào mà cho bạn gái hết giận. Tôi thấy tính cách bên kia ngược với bên đây rồi đó nha. Bình thường á, những lúc mà không có chuyện gì xảy ra thì em cũng hiền lắm. Dạ em cũng không có thích bắt nạt người khác. Em học võ nhưng mà em không có đánh người. Nhưng mà cái em... tới lúc có chuyện xảy ra là quốc luôn. Mà dạ, em không có đánh chị lại bên đây đâu mà lo, có học võ đánh không lại đâu. Bây giờ em nói lớn lên đi cho bạn nữ nghe nè, mình có tật xấu gì không? Em thì không có nhưng mà người ta thường nhận xét em á. Nhận xét sao? Là 4D. 4D? 4D nói giờ 3D. tôi nghe 3D luôn. 4D, 3D khác nha. 4 có 3D không? Không. 4D là sao? Người ta nói em hay gian dâm với dê và có xíu hơi đểu. Gian dâm dê đểu. Trời đất ơi, sao nó hội tụ dữ vậy? Nhưng mà sao người ta nói mình vậy? Thì người ta nhìn mặt bắt hình dong thôi. 4D ha. Trời ơi, mới nghe luôn á. Rồi tình trường sao em? Dạ em chưa yêu bao giờ ạ. Chưa yêu bao giờ? Dạ. Lý do sao giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Dạ cái nguyên nhân mà cốt yếu á là tại vì em tự ti về ngoại hình của mình. Mình vừa xấu, vừa đen, vừa lùn. Vòng số đo 3 vòng thì không chuẩn rồi. Số em... đo 3 vòng không chuẩn luôn hả? Dạ giống như kiểu là ngực thì lép, eo hỉnh mì, rồi mông thì vậy đó anh. Trời đất ơi, đâu đến nổi dữ vậy trời. Sự thật luôn hả? Làm gì em tả gì lép xẹp vậy? Ngực lép không quan trọng, bởi vì bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Còn chỉ có bức tường là trượt, là vĩnh cửu. Cũng làm sao nó lại nghe câu đó coi. Cái gì? Giờ một sao nó lại nghe coi. Bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Làm còn... sao? Nó khó hiểu quá. Bưởi là bưởi, mướp là mướp, chứ sao nó liên quan gì nhau? Sao? Bưởi thì thành gì? Bưởi thì sao? Còn một bữa thì sao? Thì bữa tương lai thành bướm. Rồi sao nữa? Bức tường là vĩnh cửu. Bức tường là vĩnh cửu phải không? Thì mình ngủ mình nằm sắp đi rồi mình thấy bức tường không? Trời ơi, rành quá ha. Mấy mối tình rồi? Em từ đó tới giờ 2 mối tình. Trước giờ là ăn bữa hay là ăn bức tường? Bữa cũng có, bức tường cũng có. Thấy mướp chưa? Chưa. Mới 23 tuổi sao thấy mướp được? Thì nào mới có mướp. Vậy là đã từng ăn hết rồi ạ? Kìa, đó, bạn gái hỏi kìa. Bụi cũng ăn rồi luôn hả? Không có bạn ơi. Bạn hỏi tại, khó. Tại hồi nãy mình nghe bạn nói là bụi cũng ăn rồi mà tường cũng ăn rồi. Ý mình là cái vóc dáng á, bạn nữ hai mối tình của mình là dạng mướp cũng có mà dạng tường cũng có. Dạng bụi cũng có mà dạng tường cũng có. Chứ không có. Ủa sao đây nói chuyện trái cây không người ta? Là hai mối tình đó hả? Rồi lý do sao chia tay? Chị không mối tình nào. Thì mối tình nào mà em thấy sâu đậm nhất á? Bưởi hay là mướp gì đó, là tường gì đó? Mối tình sâu đậm nhất thì một năm. Lý do chia tay là tại thằng bạn em nó cướp.
thằng bạn em nó cướp. Thằng bạn em nó cướp. Cái bữa sinh nhật đó thì em không có dự được, em không có tổ chức được. Thì em mới nhờ thằng bạn em nó tổ chức. Nhưng mà nó không lấy danh nghĩa em mà nó lấy danh nghĩa nó. Đúng luôn, thì nuôi ông ta nó chăm sóc luôn à, nó sinh nhật luôn. Bạn gái mình mà mình không đi tổ chức, mình đi nhờ thằng bạn tổ tại chức. Tại bữa đó là thi cuối kỳ, thi thì cuối tổ kỳ chức. Thì bây giờ em bận, em nói bạn gái em mà đợi anh thi xong về mình tổ chức. Hoặc em tổ chức trước khi em đi thi. Ai đâu rảnh quá, thời khắc quan trọng mà nhờ thằng bạn vô hốt ổ giùm. Là em ghim luôn thằng bạn đó tới giờ luôn đó, đúng không? À, dạ đúng rồi. Đó là mối tình đó hả? Rồi ôm hận bao lâu? Cũng lâu rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gáo cũng được. Cao gáo cũng được. Lùn hay ốm gì mập cũng được, em không quan trọng. Quan trọng là chân thành. Lùn ốm gì cũng được hả? Miễn trái cây tốt được hả? Thường cũng được mà đâu cần trái cây đâu anh. Cái điều em ghét nhất ở người bạn gái là cái gì? Không thích nhất nó là bạn gái dữ. Mối tình sâu đậm của em á, quen năm trời có làm gì thì ôm hôn hết nắm tay. Em có men không? Chị kiểm tra không? Trời, chị kiểm tra chị, trời chị kiểm tra không? Chị hỏi để chị biết, chị giới thiệu cho bạn gái thôi. Chị kiểm tra em chi? Em đâu có thích mướp. Men. Men, chắc không? Dạ. Sao tai con trai gì đâu mà nhỏ xíu vậy, rồi đeo nhẫn rồi vô chi nữa vậy? Sao đeo nhẫn ở ngón cái chi vậy? Tai giống tai gái quá à. Dạ đúng rồi, ai cũng nói đó. Thế hả? Đeo nhẫn ha, mặc áo cam ha, cẩm hường ha. Ăn nói gì nhẹ nhàng quá. Thiền mà. Phải không? Sao tôi nghi lắm đó ông ơi. Trời ơi, chúc em qua em coi, em coi em kiểm tra nha em. Dạ. Nha, chứ chị thấy cũng hơi hoang mang rồi đó. Em á là em muốn lấy vợ liền không? Em có một cái học bổng đi du học nước ngoài. Đi học mấy năm? Nói lớn lớn bên đây nghe chứ coi, nói nhỏ nhẹ quá. Em có học bổng đi du học nước ngoài, học ở bên bển 4 năm là ra tiến sĩ, học ở Hàn Quốc. Dự định của em á là cưới và đem bản qua Hàn Quốc luôn, sống chung luôn à, định cư ở Hàn Quốc. Tức là cưới trước khi đi học tiến sĩ? Dạ đúng rồi. Tốt. Sao bạn gái, ý bạn sao? Nếu như mà hợp thì em sao cũng được hết, mấy chuyện này em dễ dãi lắm anh. Mấy chuyện đó dễ dãi lắm hả? Em tưởng tượng cái người bạn đời của em sẽ là người như thế nào? Hồi đó em tưởng tượng là bạn nam mà trước tiên là phải cao. Dạ hồi đó tiêu chuẩn của em là phải cao hơn anh em lận à, anh em 1m87 á. Trời ơi, hai đầu cao dữ vậy. Dạ nhưng mà tại em nghĩ là em thấy thôi bây giờ mình tại tiêu chuẩn mình cao quá, em hạ xuống cỡ 1m7 đó được rồi. Tướng ngồi đậm đà một chút, tướng đứng phải thẳng. Dạ da ngăm đen, cười cười có duyên ạ, hơi có má lúm một xíu, hoặc là có râu quai nón, nhưng mà râu cỡ 3 cm là được rồi, đừng có dài quá. Râu quá hả? Râu cỡ 3 cm hả? Dạ. Phải có râu quai nón nữa hả? Mới cạo rồi. Không có mọc đâu mà cạo thôi. Bây giờ cả thì thấy bên gì có dính vậy, có 4D không? Cái mà bạn nói hồi nãy á, là người ta nhìn ngoài, người ta bắt hình rong thôi. Đâm ra bạn mới ế thì em cũng vậy. Người ta cũng nhìn bề ngoài của em á. Người ta cảm thấy bé này nó dữ lắm. Vậy đó anh. Thôi nãy giờ dở các bạn thôi chứ thật sự thấy bên đây một chàng trai cũng rất là dễ thương. Dạ. Mà hay nhất á là cưới vợ rồi đưa vợ qua bên Hàn Quốc đi trong học tiến sĩ luôn. Một cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong hai bên gặp nhau luôn nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ em với lại bạn ạ. À. Rồi chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, cô Cát Tường. Chào khán giả. Tôi là mẹ của cháu Hà My. Thực ra mà nói thì cháu ở nhà thì nói chung là ví dụ như cái gì không đúng là cô có vẻ như là cô ấy nóng tính, cái là cô ấy phản bác ngay. Cô thấy rể tương lai của cô được không cô? Nói về cháu nó đây thì nói chung là tôi cũng thấy là hiền. Tính cách thì nói chung là tôi cũng thấy cũng rất là hợp với gia đình nhà tôi. Ý kiến của các cháu như thế nào thì đó là ở quyền các cháu là chính. Em đi với ai? Em đi với em của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể khán giả ở đây cũng như là gia đình của bên chị gái. Lúc đầu em vô hè em thấy chị cao là rất là xinh nữa. Chị tập võ, chị giống em. Em cũng có tập võ. Có gì về chị em mình tập chung. Có đồng minh rồi ha. Dạ. Chết rồi. Anh hai em thì đôi lúc thì có vẻ hơi con nít nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm tới người khác. Nếu mà chị là người biết lắng nghe thì em nghĩ là sẽ hợp với anh hai em. Anh hai em thì cũng rất là thích thú cưng. Hiện giờ là có nuôi một bé tên là bé Su mà anh hai em thương lắm. Anh hai em thương đến nỗi mà nhiều khi em tưởng là Su là em gái còn hơn là cái em nữa, chị hiểu không? Có hay ngủ chung với bé Su không? Nó tự ngủ với mình bạn ơi. Ôi
Trời, chị mà gặp bé Xu một cái là chắc chị phải ghen với bé Xu luôn á. Bé Xu được cưng dữ lắm. Không, có khi đâu mình thích á, sau này mình cưng nó, mình bạn ấy phải ghen lại á. Lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội làm quen, tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, Su, Su nào vậy? À, Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi, rồi tưởng đâu. Em không phải người. Em thích chơi thú lắm hả? Cũng thích chơi chó mèo luôn hả? Dạ, thích nuôi chó có mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nhúng, thú nào nhúng được anh? Không biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi, bây giờ kéo rào. Kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đó, hai bên kêu thú nhúng thú gì đó, nói chuyện đi. Cảm ơn. À, để mình ngắm bạn xíu xem đã. Cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Những lúc cuối tuần thì tự tay làm mấy món ăn. Anh em nhưng mà bình thường bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Một tuần chắc cỡ 2-3 buổi. Em biểu diễn võ thuật cho anh coi, anh nể coi. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Làm cho đàn trai nể cái coi. Vô mặt. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận sao? Chị là dễ thương, đẹp, cao, có tự tin, có duyên. À, chị à. Gì vậy? Không gọi bạn cũng được. Chị đâu đây trời? Không, chị trước đi rồi đó hồi. Chị, anh yêu em. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Coi 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 phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Được. Ở nhà mình cũng hay coi phim hoạt hình lắm. Mình thích nhất phim Pokemon. Sắp tới Pokemon. Có phim Pikachu gì đó. Đúng rồi. Đang tính kiếm người đi chung. Bình thường ở nhà thì giờ mình cũng có chơi game á. Không biết bạn có chơi game không hả? Bạn đánh Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu đàng hoàng. Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi á, mình coi hẹn họ đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì. Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, tùm lum la. Dạ, cái đó hay là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Binh hả? Mới vô binh hả? Ông kia chủ động lên coi, mẹ lên coi. Làm gì ông xỉu luôn hay sao? Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Là trong cứng... trong ngoài cứng trong mềm đúng không? Thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, nhưng mà bên trong thì nó mọng nước. Thật ra em run, không biết nói gì. Chắc tình yêu đến từ ánh mắt đi. Trời ơi, em thích làm gì, em thích gì đâu. Em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Mình thường hay nếu rảnh thì đi, mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò. Thì bạn bên ấy có chịu không? Thì mấy chuyện này mình dễ dãi lắm. Tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá, bạn có thể nói hôm đó mình bận, mình không tổ chức được, không sao hết. Không có cần nhờ thằng bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nọ người kia. Hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm, là cái đó không được không, nha. Không, cái đó tự nhiên mình phải nhắn rồi chứ. Bị lận ghi mình làm. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh. Mình qua bển trước cỡ nửa năm, mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn. Sao ra nghe, sao ra nghe. Bây giờ nói làm sao cho người ta mới đi theo chứ trời ơi. Bây giờ phải tỏ tình. Bạn biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Rung quá nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Cắn lưỡi luôn à. Giờ tiếng... Thật ra thì giờ tim mình nó đang đập rất là nhanh. Không biết nói gì. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em?
đúng hình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À, đúng hình mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi điều gì chưa? Thì nãy giờ đang đập chứ đâu có ngừng đập đâu chị. Nó đập có thay đổi khác thường không? Có, nó rộn ràng. Nó rộn ràng đúng không? Thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Nãy giờ bẻ muốn gãi cái tay rồi ha. Em nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình cần một sự tin tưởng. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu. Không hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng hiểu sai. Tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu khi đã yêu. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Bấm tay. Mới đếm tới 2, hai đứa bấm hết trơn vậy? Thì tim bảo thì bấm thôi. Đây, và nói cái gì với mẹ của bạn đi. Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Con nhớ tên em ấy không? Tên gì? Tên My. Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Xạo dễ sợ. Ồ, xạo cháu trở. Xin mẹ hung em một cái đi. À, con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi, chưa có gật đầu chứ. Làm nhanh vậy. Hỏi lại coi. Hả? Má hay bác? Tính kêu má nữa. Trời ơi, mạnh mẽ lên. Má có thể cho con hôn My được. Thôi ơi, má lại hôn My nữa đâu. Được đó má. Gật đầu đi con. Tôi cũng nhất trí cho các cháu hẹn hò. Nhất trí. To nó vậy không? Trời ơi, hai đứa có duyên nhau lắm. Đây là chiếc vé xem phim cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tặng các bạn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, chúc mừng hai bạn nha, cố gắng ha. Nắm tay. Ê, đi đâu ạ? Well, thả bên đây. Trời ơi trời, cứ nhảy xuống sân khấu luôn hả? Nói thì không nói, mà ông bấm nút cũng lẹ, mà ông hung người ta cũng lẹ nữa. Bởi ta thấy người ta nói á, khi mà tiếng sét đã đến rồi thì không biết điều gì xảy ra xung quanh cả. Lúc con tim mình rối loạn và hình như mình bị mờ mắt, quên cả tên người yêu luôn. Điều đó đã xảy ra trên sân khấu bằng nguyên họ. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Không tập gym thì yên tâm. Tại tập gym á, chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. À. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Giới thiệu về mình đi em gái. Chào anh Hương Linh ạ. Em chào chị Cát Tường. Chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang. Năm nay em 24 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm quản lý nhà hàng. Và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Rồi, em giới thiệu em đi em. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu, em là Đồng Thanh Nghĩa. Sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Rồi Nghĩa làm công việc gì? Bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị.
Bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trang? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết nấu ăn ngon. Em biết làm các đồ handmade, hát được, kỹ được. Vậy là tốt rồi, còn điểm yếu? Như em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ, em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ, ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Hát được, làm thoa được, nấu ăn được. Thôi hát tính cho nó vui lên coi nào. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung em về em sẽ thương. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi, tình trường sao em? Dạ em có ba mối tình. Ba mối tình? Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Hơn một năm. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác thôi. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Dạ. Bạn trai tình trường của mình sao, có mấy mối tình rồi em? Dạ tình trường của em là chắc là con số 0 luôn á chị. Em có mối tình đơn phương nào không? Dạ không, thực sự là với cái tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu này. Không có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi, với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn cũng như vậy anh. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Một người nội hình ưa nhìn, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, 1m7 trở lên. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá mất công. Có đâu, trời ơi, bây giờ nhiều khi cha mẹ thấp. Thứ bài có mấy 5-5 anh em ơi. Con vẫn cao. Mẫu bạn trai của em thì phải quan tâm được người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm, phải có chí hướng của mình, cũng đừng có gia trưởng quá. Em không thích chơi game. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rất gắt cái đó luôn á. Còn cái gì không, về ngoại hình có điều gì em? Nhà ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh Dường Linh là được. À, về đừng, cũng đừng hói. Không hói. Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi. Cũng được. Dạ, phải chơi thể thao. Có chơi thể thao gì không? Dạ, nếu mà bóng thì em chắc em chơi được bóng chuyền. Cũng được, cũng cao ráo, săn chắc, roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Anh có tập gym không anh? Tập gym mà nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm. Nên mình... Không, tướng này đi. Chưa có gym. Không tập gym thì yên tâm rồi. Được. Cái gì? Tại tập gym á, chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng ra dạ luôn. Dạ không. Rồi không tập. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. À. Mình chưa có yêu ai hết rồi mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng chị. Kinh nghiệm đâu ra mà thật có. Sự là bạn bè em, ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ, nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được, sao em có nhiều lúc gì? Nó cũng tâm sự với mình mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ em chỉ thì sao, ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ, rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia. Mình có thể tư vấn chỉ nó mấy cái chiêu trò để dạ. Nó làm làm một với chút vợ xíu đó không? Dạ. Nhưng mà rồi làm chồng em đâu có chỉ được, biết không? Thì có thể là trao đổi qua lại chị. Mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi hy vọng là em thực hành được. Định qua thăm đàn gái coi sao mà qua đây phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Ô, chào em gái. Sao anh? Đàn gái. Được. Sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. 1m7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao, chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Dạ. Ha? Bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2m để con ra cao 1m1 à. Ngộ vậy. Lo nha. Dạ. Cưới liền được không? Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Thí dụ ba mẹ không cho thì sao? Năn nỉ. Có ba mẹ đây không? Dạ có. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn được. Trai chịu à. Rồi. Rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha. Rồi dạ cho xin chào cô chú ạ. Xin chào hai MC. Dạ. Xinh đẹp Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Theo má nhận xét, cháu trai bên này thì bị ngồi thì được
trai thì như vậy là đủ rồi. Còn bên trong á, thì mà chưa biết được chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ, thì má cũng ok. Cuối cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Vậy là má ok rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ em đi với gia đình của hai người dì. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, xin chào khán giả của trường quay. Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương. Ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm, không có sao soi mấy đâu. Chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui. Dạ em thấy cũng được, thấy được hai đứa cũng đẹp đôi dễ thương. Dạ rồi xin cảm ơn ạ. Vì cái bên là mẹ là gì luôn hả chị cái bên? Dạ hai chị em sinh đôi ạ. Sinh đôi à, gì có ý kiến gì không? Dì phát biểu vài câu đi dì. Em thấy bạn gái bên đây thì 24 tuổi, tiếc cái tên thì nó hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm. Hai bạn thì là đẹp đôi, thôi kệ đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Dạ. Ở nhà có tên gì khác không? Em tên Nghĩa thôi à. Ở nhà tên gì Trang? Dạ ở nhà tên Bé. Ồ Nghĩa Bé. Nghĩa. Dạ em có ý kiến là dạ, dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà nghĩa trang thì bình thường, ai rồi cũng phải nghĩa trang hết, đi đâu không nghĩa trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về nghĩa trang thôi. Rồi hôm nay chúng ta mở rào cho bé Nghĩa gặp nhau. Rồi kéo rào. Lần đầu gặp nhau có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Tặng hoa nè. Ờ, em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó tượng trưng cho điều đó chị. À, em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Trời, nghĩ sao vẽ người không có đầu. Dạ. Đúng là nghĩa trang. Bây giờ bé nhìn cái hình này ha. Nhìn đây, bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha. Đẹp nha. Ta đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ nó quắc à. Không chưa? Giống này trời. Trời. Giống đó anh, em thấy giống mà. Đẹp trời ơi, giống mặt không, giống này ghi vô coi bé Nghĩa. Đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Vậy muốn viết sao viết đi, tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á, nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi đó, đem qua tặng bạn luôn Trang Nghĩa. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn 5 năm hả? Không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... Ở một mình ạ. Mình ở đó mình... Nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á. Có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay? Nhà gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, nằm ở trên đường quốc lộ 1. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là đi ăn nhậu với bạn bè không? Cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Vậy thì hai. Buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Em nói đi, nãy giờ em nói nhiều rồi. Tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa nói gì được nhiều hết. Có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. À, anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? Em thật sự là em thích nuôi thú mà. Dạ. Anh thì không thích nuôi con gì hết, thích nuôi con vợ không à. Em thấy anh có đưa con heo, chắc anh thích nuôi heo.
Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quê nuôi rất nhiều. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích, chăm nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á. À, em cũng thích nuôi chó. Bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi để bạn trai cảm nhận. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện, còn chẳng trừ chi hỡi anh. Hôn em mồm em cho nát tranh vinh, ừ tình là điên khát say. Hôn em mồm em sao nát tranh vinh. Dễ rồi. Hay đó, em thấy rất hay. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Rồi nắm tay nhau nào. Đó. Nói gì với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái là men gì? Không. Tao bây giờ ẵm bằng gái lên thử coi nổi không? Nổi gì em nghĩ là nổi. Ẵm thử có hành động có lãng mạn không? Điểm mới coi. Ồ. Ờ, để xuống cho làm gì? Liện gì vậy, liện con heo vậy? Dễ nhàng thôi. Để xuống làm cái bích vậy á. Đây là giữ cái kỷ niệm. Trời ơi, hai đứa. Nhìn mắc cười quá. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, chúc mừng rồi. Dạ, cảm ơn. Khỏe nha, hạnh phúc nha. Dạ. Bé Nghĩa. Men nha, men nha. Rồi. Chờ bạn ấy đi nữa kìa. Dễ thương. Cặp đôi này tôi thấy có rất nhiều cái duyên với nhau. Cặp này có thể sớm gửi thiệp cưới chúng tôi đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.